Nam mô Bụtthaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Sáng nay tiếp tục sư sẽ chia sẻ phần tiếp theo về 37 phần trợ đạo để cho người cư sĩ chúng ta tìm hiểu, chúng ta ứng dụng, chúng ta tu tập. Trước khi sư trình bày về năm quyền thì sư cũng nhắc nhở thêm về cái cách chúng ta tu tập với thái độ chân chánh. Thì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải cần hiểu rằng cái danh từ chánh niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì khi mà chúng ta biết bằng chánh niệm, chúng ta quan sát bằng chánh niệm, tức là tâm chúng ta biết mà không có sự đánh giá, không có sự phân tích và không có tham, không có sân. À, khi nào chúng ta có chánh niệm đó, tức là cái chánh niệm đó nó thuộc về tâm thiện và nó sẽ tạo cho chúng ta có sự bình an và tĩnh lặng. Còn khi nào mà chúng ta tu tập á, và chúng ta thấy rằng tâm chúng ta bị bất an, khó chịu, thì trong lúc đó chúng ta không phải là đang chánh niệm. Hay là trong lúc mà chúng ta quan sát đối tượng và tâm chúng ta có sự dính mắc, thì trong lúc đó chúng ta phải biết rằng chúng ta cũng không có chánh niệm. Trong vi diệu pháp có phân tích đó, tất cả tâm đều biết cảnh. Tâm tham cũng biết được đối tượng, cũng biết được cảnh, và tâm sân cũng biết được đối tượng, cũng biết được cảnh, và tâm si nó cũng biết được đối tượng, nó cũng biết được cảnh. Các vị nhìn một cái bức tranh đẹp, các vị quan sát với sự quan hỷ, thì cái cách mà các vị quan sát vui thích với cái sự đắm nhiễm đó, thì cái tâm đó nó thuộc về tâm tham. Thì chúng ta thấy rằng tâm tham nó vẫn biết đối tượng mà, nó vẫn biết một cách rõ ràng, nhưng mà biết trong cái sự dính mắc. Và khi chúng ta gặp một cái cảnh nào đẹp, để chúng ta biết mà bằng cái tâm tham á, thì tâm chúng ta nó sẽ bị dao động. Một người nam thấy một người nữ có dung sắc xinh đẹp, và cái người nam này vẫn biết cái đẹp của người nữ đó, và anh ta vẫn quan sát, biết từ cái dáng dốc và đôi mắt, mũi và cái hình dáng. Thì trong lúc mà anh này anh biết như vậy á, tức là anh đang biết bằng tâm tham. Thì khi mà anh biết như vậy thì tâm anh bắt đầu bị dao động và không còn an ổn nữa. Thì chúng ta thấy rằng tâm tham nó cũng biết được đối tượng. Rồi khi mà chúng ta đó đề cập đến tâm sân á, thì tâm sân nó vẫn biết được đối tượng. Khi mà chúng ta đó gặp một cái người mà chúng ta không có quan hệ đối với họ, thì khi mà chúng ta nhìn cái người này, chúng ta cũng quan sát từ cái tướng đi của người đó, cái lời nói của người đó, cái cử chỉ của người đó. Thì trong lúc đó chúng ta đang quan sát mà chúng ta thấy cái tâm mình nó đang bức xúc, thì trong lúc đó chúng ta thấy rằng tâm sân nó vẫn biết được đối tượng và nó quan sát đối tượng. Thì trong những trường hợp này đang biết bằng tâm sân. Hay có những trường hợp chúng ta biết bằng tâm si, tâm si biết nhưng mà chúng ta tâm chúng ta phóng túng, không có sự hiểu biết, thì trong trường hợp đó là chúng ta biết bằng tâm si. Thì khi chúng ta biết bằng tâm tham, tâm chúng ta sẽ bị dao động. Mà khi chúng ta biết bằng tâm sân, tâm chúng ta sẽ bị bất an, nóng nảy. Mà khi chúng ta biết bằng tâm si đó, thì cái sự ngớ ngẩn và nó làm tâm chúng ta nó cũng không có được ổn định. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, phát triển chánh niệm. Tức là chúng ta phát triển chánh niệm là bằng tâm thiện, chứ không phải bằng tham, bằng sân, bằng si. Cho nên Đức Phật dạy rằng quán thọ, quán thân, quán tâm và quán pháp để chế ngự, để diệt trừ tham ưu ở đời. Bây giờ chúng ta vô tu tới niệm xứ mà chúng ta vẫn biết bằng tham, bằng sân, bằng si đó, thì tức là chúng ta đang phát triển phiền não. Thì bây giờ chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái thái độ của mình. Và khi mà chúng ta đó có thái độ đúng đắn gọi là chánh niệm đó, chúng ta biết bằng khách quan, biết một cách rõ ràng những gì đang xảy ra mà chúng ta không có tham, không có sân.
Thì khi mà chúng ta biết bằng khách quan như vậy đó, cái sự đúng đắn như vậy nó sẽ tạo ra cái sự bình yên và cái sự định tĩnh. Thì bây giờ chúng ta muốn biết mình có thái độ đúng đắn hay không đó, chúng ta phải thường trải nghiệm. Khi chúng ta có trải nghiệm, chúng ta biết rồi đó, thì sau này khi có phiền não là chúng ta biết, chúng ta sẽ nhận thức được. Khi nào chúng ta biết bằng tham là chúng ta nhận thức được. Khi nào chúng ta biết bằng sân là chúng ta nhận thức được. Và khi chúng ta nhận thức được tham và sân đó, thì tham sân si nó sẽ biến mất. Thì có một vị tỳ kheo ni là một vị thánh A-la-hán, thì Ngài có thuyết rằng trong cái thọ khổ thường có sân thì miên trong đó, trong cái thọ lạc thường có tham tiền miên trong đó, trong cái thọ xả thường có si tiền miên trong đó. Nên chúng ta tu tập á, chúng ta có hiểu được thế nào là chánh niệm, thì khi đó chúng ta phát triển chánh niệm, đến giai đoạn chánh niệm chúng ta nó thuần túy và trở nên sắc bén, và khi đó tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Thì Ngài mới dạy rằng đó, thọ khổ thường có sân tiền miên. Thì nếu mà chúng ta đề cập đến ba thọ đó, tức là thọ khổ thì nó gồm có khổ thân và cái sự nỗi buồn của tâm gọi là thọ u. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự đau đớn của thân hay là cái nỗi buồn của tâm đó, khi mà chúng ta quán thọ đó, thì chúng ta vừa thấy cái sự đau đớn hay là cái nỗi buồn của tâm mà chúng ta quan sát đó, thì chúng ta phải kiểm tra thái độ mình trước. Tại sao chúng ta phải cần kiểm tra? Tại vì đó là chúng ta sống, mỗi khi mà thân chúng ta bị đau đớn, nhức mỏi là cái tâm chúng ta nó phản ứng liền. Đó là cái tính chất, cái bản chất của phàm phu chúng ta đã sống nhiều đời, nó trở thành thói quen khi mà chúng ta chưa thực hành tứ niệm xứ. Và khi mà cái nỗi buồn có sanh khởi đó, thì chúng ta thấy phần lớn là nó kèm theo cái gọi là sân tiền miên. Thì ở đây chúng ta trải nghiệm đó, chúng ta quan sát cái đau. Chúng ta quan sát cái đau, khi đó là chúng ta phải coi có sân tiền miên trong đó hay không. Tại khi mà chúng ta không thực hành tứ niệm xứ đó, chúng ta thấy ngày xưa chúng ta đau đớn, chúng ta vẫn biết, nhưng mà chúng ta gồng để chúng ta chịu đựng. Và những người không có thực hành tứ niệm xứ cũng vậy, họ gồng khi mà họ bệnh, họ bị nhức răng, nhức đầu hay là đau bụng. Và những cái đau đớn đó, thì những người này người ta vẫn biết được cái đau, nhưng mà họ biết bằng tâm sân. Cái tâm sân nó đang nhận biết cái đau, và chúng sanh là chỉ gồng lên để chịu đựng. Thì cái chịu đựng đó, đó đang phát huy phiền não, tức là thân bệnh và tâm bệnh. Còn bây giờ chúng ta là hành giả thực hành tứ niệm xứ đó, thì chúng ta phải kiểm tra cái thái độ của mình. Khi mà thân chúng ta đau đó, thì chúng ta phải kiểm tra cái thái độ tâm mình trong lúc đó, coi có khó chịu với cái đau hay không, có bất mãn với cái đau hay không, nó có muốn xua đuổi cái đau hay không. Thì những cái trạng thái tâm này nó thuộc về tâm sân. Thì khi đó chúng ta phải phát hiện được phiền não, chúng ta phải lấy cái tâm sân đó để chúng ta quan sát một cách bình thản, để cho chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu biết thêm về cái cách tâm quán niệm xứ. Thì khi chúng ta nhận diện được phiền não, cái tâm sân đó rồi đó, khi mà nó đã biến mất rồi đó, mà chúng ta quan sát lại cái đau, là tâm chúng ta vẫn có bình an, tĩnh lặng, thoải mái, không có mong cho cái đau mất, và cái tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, tuy rằng cái đau nó vẫn diễn ra. Thì trong lúc này đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang phát huy chánh niệm. Và khi các vị có sự chấp nhận, các vị có sự bình an đó, cái sự bình an đó là do đâu mà nó có sự bình an? Tức là do cái tâm chánh niệm nó tạo ra. Còn khi bây giờ chúng ta đau đớn và chúng ta lại chống đối, chúng ta muốn cho cái đau mất, chúng ta khó chịu với cái đau, tức là chúng ta phát huy phiền não, chứ không phải là chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Cho nên khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta chưa hiểu như thế nào là chánh niệm đó, thì chúng ta không thể nào tu tứ niệm xứ được. Cho nên tỳ kheo Thăm Má Đinh Na bà có dạy là trong cái thọ khổ thường thường có sân tiền niên trong đó. Nên khi nào đau đớn chúng ta phải thường kiểm tra tâm. Và trong lúc đó cái đau mà nó sanh khởi, nó rất là nổi trội, chúng ta không cần để mà chú vào nó làm gì. Thì khi chúng ta chú vào cái đau nó sẽ tăng dần, và nó làm chúng ta không còn kiểm soát được những cái phiền não nó sanh khởi, và chúng ta cũng không có thể ghi nhận được phiền não. Nên khi cái đau mà sanh khởi đó, thứ nhất là chúng ta phải có thái độ đúng, chúng ta chấp nhận cái đau,
và chúng ta quan sát bằng khách quan. Khi nào cái tâm chúng ta khó chịu phản ứng với cái đau là chúng ta phải quan sát liền. Chúng ta sẽ học hỏi thêm, chúng ta sẽ biết được cái bản chất của phiền não như thế nào. Và khi chúng ta hiểu được rồi đó, thì đó chúng ta chấp nhận cái đau đang diễn ra mà các vị vẫn có sự bình yên tĩnh lặng. Khi cái đau mất rồi các vị cũng không có khởi lên sự hoan hỷ. Tại vì khi có chánh niệm, có trí tuệ thì nó hiểu rằng đối tượng nào cũng vậy thôi. Còn khi chúng ta không có thái độ đúng đắn, không có phát huy chánh niệm, chúng ta gồng lên, chúng ta chịu. Có những lúc mà chúng ta kham nhẫn, chúng ta cố gắng, chúng ta chịu đựng bằng cái sức, bằng cái tâm sân của mình đó. Và khi cái đau nó hết, bắt đầu nó chuyển qua cái sự an lạc, ở đó chúng ta mừng quá, cái bao cái tham bắt đầu nó sanh lên. Chúng ta bám vào cái sự an lạc đó. Tức là chúng ta tu là chúng ta phát triển phiền não, chứ không phải là chúng ta phát triển về chánh niệm. Thì chúng ta tu như vậy, suy nghĩ rằng cả đời các vị tu cũng vậy thôi. Cho nên á, cái thái độ đúng đắn, chánh niệm nó rất là quan trọng. Nên người cư sĩ chúng ta tu tập để tới niệm xứ, chúng ta phải hiểu rõ như thế nào là chánh niệm. Rồi tiếp tục, tỳ kheo Thammadina có dạy rằng á, trong cái thọ lạc đó, thường thường có tham tiền miên trong đó. Thọ lạc ở đây là chỉ cho cái thọ lạc của thân và cái sự hoan hỷ, sự an lạc, sự hoan hỷ của nội tâm chúng ta. Thì khi mà chúng ta quan sát những cái sự an lạc, chẳng hạn như chúng ta ngồi mà thân thể chúng ta đó, nó mát mẻ, nó dễ chịu, nó thuộc về thọ lạc. Và tâm chúng ta cảm thấy hương phấn, thì cái đó thuộc về thọ hỷ. Thì hai cái này nếu mà chúng ta nói hẹp á, chúng ta gom lại gọi là thọ lạc. Thì khi mà chúng ta quan sát cái sự an lạc đó, hay là có những cái hiện tượng nào an lạc nó phát sinh đó, thì chúng ta cũng phải thường kiểm tra tâm. Chúng ta nhìn cái sự an lạc đó bằng khách quan. Trong lúc đó mà chúng ta có sự thích thú dính mắc, thì chúng ta phải quan sát cái tâm tham. Khi chúng ta quan sát được tâm tham đó, chúng ta nhận diện được cái bản chất phiền não của tham mà xưa giờ chúng ta sống đó, thì chúng ta đã phát triển đó. Tại vì các vị cứ chú ý, khi nào mà thân các vị cảm thấy khỏe, ở trong một cái môi trường khí hậu mát mẻ đó, thì nhiên cái thân chúng ta nó mát mẻ, rồi cái tâm hồn chúng ta cảm thấy vui thích, thì trong lúc đó phần lớn là chúng ta sống bằng cái tâm tham nó bám trong đó. Thì bây giờ chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, thì có những cái sự an lạc thì chúng ta cũng không có sợ, cái sự hoan hỷ của tâm chúng ta cũng không sợ, nhưng mà chúng ta phải có thái độ đúng để chúng ta quan sát, kiểm tra thái độ tâm mình coi có sự thích thú hay không. Khi nào có sự thích thú là chúng ta phải quan sát cái tâm tham đó. Và khi chúng ta nhận diện được phiền não rồi đó, thì cái sự an lạc nó diễn ra, cái sự hoan hỷ của nội tâm diễn ra mà tâm chúng ta vẫn bình thản, chúng ta không có sự dính mắc nữa. Chúng ta thấy cái sự thay đổi, sự an lạc. Cái sự an lạc mất đi, chúng ta không có buồn, không muốn nó có lại. Thì đó mới gọi là chúng ta đang phát huy chánh niệm. Còn chúng ta tu tập, có những lúc chúng ta đau đớn, hay là chúng ta khổ rất khổ, rồi chúng ta bực mình, chúng ta xô đuổi, chúng ta phát triển tâm sân. Còn có những lúc mà cái an lạc nó đến, cái sự an lạc của thân và cái sự hoan hỷ của tâm đến, xong rồi chúng ta lại thích thú, chúng ta dính mắc, mất đi, bắt đầu chúng ta muốn kiếm lại. Rồi không có, bắt đầu chúng ta chán trường, chúng ta không muốn tu nữa. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ như vậy, tức là chúng ta đã rơi vào hai cái cực đoan. Chúng ta không phải là một cái hành giả tu tứ niệm xứ. Cho nên thì kheo đi Thammadina có dạy chúng ta đó, tức là trong cái thọ lạc thường có tham tiền miên chúng ta. Để chúng ta phải phát hiện được phiền não. Rồi trong cái thọ xả đó, thì thường có si tiền miên. Cái thọ xả tức là cái sự thản nhiên của nội tâm đó. Thì trong cái thọ xả đó, thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta quan sát thọ xả, có những cái loại thọ xả mà chúng ta không có cái sự quan sát, thì si tiền miên có thể là nó sẽ len lỏi trong đó. Thì trong cái si mà chúng ta phải hiểu, cái si mà thọ xả mà do tâm si á, thì nó khác, mà thọ xả mà do chánh niệm, do tâm thiện nó khác. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ những hiện tượng thay đổi mà chúng ta không có dính mắc, chúng ta không chấp thủ, thì cái sự bình yên, cái thản nhiên đó thuộc về thọ xả liên hệ đến thiện. Và có những người tu cứ để cái tâm không, không có đối tượng quan sát, không có ghi nhận thân, thọ, tâm và pháp, để cái tâm
trống rỗng, không có bất cảnh gì hết. Thì trong những trường hợp đó có những lúc tâm nó cũng yên, nó cũng bình thản đó, nhưng cái bình thản này không khéo chúng ta rơi vào trong cái tâm. Còn cái tâm si mà liên hệ đến thiện, mà chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta vẫn biết mỗi hiện tượng thay đổi một cách rõ ràng. Đối tượng nào sanh khởi chúng ta biết rõ, mà tâm chúng ta vẫn có sự bình thản, thản nhiên đối với mọi đối tượng, mọi hiện tượng. Thì cái sự thản nhiên đó nó thuộc về thọ xả liên hệ đến thiện. Thì cái sự tu tập trong cái vấn đề tứ niệm xứ đó, khi mà chúng ta hiểu được chánh niệm rồi đó, thì sau này các vị thấy rằng tất cả đều là đối tượng cả, không có đối tượng nào tốt và không có đối tượng nào xấu. Hơi thở cũng là đối tượng giúp cho mình quan sát với sự bình yên tĩnh lặng để theo dõi cái sự diễn tiến của nó. Cái suy nghĩ sanh khởi cũng là đối tượng để giúp cho mình quan sát với cái cách khách quan và thấy cái sự suy diễn và cái sự thay đổi của nó. Tâm chúng ta rất là bình an tĩnh lặng nếu mà chúng ta có thái độ đúng, gọi là chánh niệm. Thì khi mà chúng ta đó có cái đau sanh khởi, chúng ta quan sát, tâm chúng ta vẫn có sự bình yên tĩnh lặng, rất là thoải mái. Đó là chúng ta đang có chánh niệm. Thì bây giờ có tiếng động đến, tiếng động là đối tượng chúng ta quan sát, chúng ta vẫn có sự bình yên tĩnh lặng. Thì nói chung bất cứ đối tượng nào sanh khởi đó, thì chúng ta có chánh niệm rồi đó, thì cái đối tượng nào cũng là giúp cho mình quan sát để phát huy chánh niệm thôi. Còn chúng ta xem, chúng ta cho rằng cái đối tượng này là tốt, đối tượng kia là xấu, thì tức là chúng ta đã bị thiên lệch, chúng ta phải rơi vào hai cái thái cực, một là tham hay là sân. Ở cuộc đời này đó, chúng ta sống là chúng ta chỉ phát triển tham sân, nó quen rồi. Chẳng hạn giờ xin nói thí dụ, các vị nhìn cái màu vàng đó, thì có người thì cho cái màu vàng là đẹp. Thì cái người mà thích màu vàng, cho cái màu vàng là đẹp, đang biết bằng tâm tham, tức là hợp với cái cá tánh của mình, định cho cái màu vàng là đẹp. Còn cái người kia đó cũng nhìn màu vàng đó, nhưng mà cái màu vàng này đó, cái người này nhìn đó thì cảm thấy dị ứng với màu vàng, thì cho cái màu vàng là xấu. Thì cái người mà họ dị ứng với cái màu vàng đó, tức là họ đang biết bằng tâm sân. Thì chúng ta thấy màu nó chỉ là màu thôi, nhưng mà phân biệt đẹp xấu, đẹp và xấu trong đó là do tham nó cho là đẹp, hay tâm sân nó cho là xấu. Thì giờ chúng ta tu tứ niệm xứ cũng vậy, chúng ta còn cho đối tượng này tốt hơn đối tượng kia đó, thì tức là chúng ta vẫn rơi vào hai cái cực đoan, tâm sân nó cho là xấu và tâm tham nó cho là tốt. Còn chánh niệm thì nó thấy đối tượng nào cũng vậy hết đó. Chánh niệm nó biết rằng đối tượng nào cũng giúp cho nó, giúp cho chúng ta có sự bình yên, có sự tĩnh lặng, có sự hiểu biết. Cho nên cái thái độ đúng đắn á, chúng ta tu thiền là chúng ta phải chấp nhận mọi thứ, những gì đang diễn ra đó, là chúng ta thỉnh thoảng phải kiểm tra cái thái độ của mình. Khi chánh niệm chúng ta đó đúng đắn rồi đó, thì cái gì cũng giúp cho chúng ta có sự hiểu biết. Và trong đời sống này đó, tại sao chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ? Vì chúng ta không tu tập tứ niệm xứ, chúng ta không chánh niệm, thì chúng ta sẽ sống theo từ cái bản chất của tham sân si. Khi chúng ta gặp cảnh đẹp, tham bắt đầu sanh khởi, chúng ta sẽ đồng hóa với tâm tham và tâm tham sẽ điều xử chúng ta. Chúng ta sống với tâm tham. Thì chúng ta đâu có tu tập tứ niệm xứ là chúng ta cứ phát triển đó, phát triển tâm tham. Trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta không tu tập tứ niệm xứ, khi chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng đó, tâm sân sanh khởi, bắt đầu chúng ta đồng hóa, chúng ta phát triển tâm sân. Chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi mà tâm si sanh khởi, chúng ta đồng hóa, chúng ta phát triển tâm si. Chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi cái tâm mà ganh tị sanh khởi, chúng ta đồng hóa với tâm ganh tị, chúng ta phát triển cái tâm ganh tị. Chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi mà cái tâm ngã mạn sanh khởi, chúng ta đồng hóa với tâm ngã mạn, chúng ta phát triển tâm ngã mạn. Chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi mà cái tâm buồn lo sanh khởi hay là sợ hãi sanh khởi, chúng ta đồng hóa, chúng ta phát triển, chúng ta làm cho nó lớn mạnh.
Thì chúng ta thấy rằng từ sáng đến chiều á, chúng ta thấy rằng chúng ta sống rất là nhiều loại tâm, nhưng mà phần lớn bằng tâm bất thiện thôi. Các vị mà có tu tướng niệm xứ rồi, các vị có niệm tâm á, các vị sẽ thấy khi mà chúng ta gặp cái người chúng ta thương á, cái trạng thái tâm nó khác, tức là cái tâm tham nó sanh lên, đồng hóa với tâm tham, chúng ta sẽ dính mắt người đó, chúng ta thương người đó. Chúng ta gặp cái người mà chúng ta không quan hỷ, chúng ta ghét á, là tâm sân nó sanh khởi, chúng ta đồng hóa với tâm ghét đó, tâm bất thiện đó, chúng ta sẽ phát triển. Thì chúng ta không tu tập tới niệm xứ là chúng ta sống từ sáng đến chiều, chúng ta phát triển phiền não, chúng ta phát triển tham sân si để chúng ta tạo những cái điều bất thiện, đau khổ cho mình, cho người. Thì chúng ta sống như vậy đó, thì cả đời như vậy nó đâu có lợi ích gì đâu. Có Phật dạy rằng ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới tu thiền định. Thì bây giờ đó, chúng ta sống 100 năm mà chúng ta không tu tới niệm xứ, chúng ta không biết gì Phật Pháp, là chúng ta cứ phát triển tham, phát triển sân, phát triển si, phát triển phiền não, rồi chúng ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp nhiều, sau khi chúng ta chết, chúng ta rơi vào bốn khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, chúng ta sẽ sống trong cảnh giới đó để chúng ta trả cái ác nghiệp mình. Thì sau này chúng ta sanh xuống đó rồi đó, chúng ta trả cái ác nghiệp trong bốn cái cõi khổ đó. Và khi mà chúng ta trả cái nghiệp ác xong, chúng ta sanh là làm người đó, do cái ác nghiệp nó còn dư sót, chúng ta sanh là người, là cái người nghèo khổ, là cái người ngu si, là cái người gọi là không có được thông minh, không có được sáng suốt. Thì như vậy chúng ta sanh làm người chúng ta cũng khổ rồi, tiếp tục chúng ta không gặp Phật Pháp, chúng ta tạo ác nghiệp nữa, tiếp chúng ta rơi vào bốn khổ cảnh nữa. Nên cho nên Đức Phật dạy được làm người không phải là dễ, mà chúng ta gặp được chánh pháp càng khó hơn. Nên khi chúng ta gặp được chánh pháp thì chúng ta phải biết rằng mình cũng được mai duyên, nên chúng ta phải tận dụng cái kiếp làm người, và chúng ta tận dụng lời dạy của Đức Phật để chúng ta phát triển trong cái thiện pháp, nhất là chúng ta thực hành tới niệm xứ. Thì đây, khi chúng ta tu tập tới niệm xứ, tức là chúng ta có thái độ đúng để chúng ta chánh niệm, để chúng ta loại bỏ tham sân si, để chúng ta phát triển cho cái thiện tâm mình nó tăng trưởng. Thì ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu rằng đó, cái bản chất của tâm vô tham, vô sân và vô si đó, thì ba cái bản chất này nó rất là tốt đẹp. Và chúng ta tu là chúng ta phát triển những cái bản chất tâm vô tham, vô sân và vô si, mà nó giúp cho tâm chúng ta được bình yên, được tĩnh lặng, được thoải mái. Và thân làm miệng nói ý suy nghĩ đều đưa đến lợi ích cho mình và cho người. Đó là sư đề cập về cái vấn đề chánh niệm. Nên người cư sĩ chúng ta phải luôn luôn phải có thái độ đúng đắn. Trước khi ngồi là chúng ta cũng phải tác ý, biết rằng trong lúc này chỉ có thân ngồi, không phải là tôi ngồi. Trong lúc này chỉ có tâm biết, không phải là tôi biết. Và những đối tượng nào xảy ra, chúng ta hết sức là thoải mái, chúng ta chỉ có bổn phận quan sát thôi. Khi chúng ta quan sát, không có mong cầu cái gì, cũng không bất mãn cái gì, những gì đến là chúng ta theo dõi, thì trong lúc đó chúng ta đang có sự tiến bộ. Và không có mong cầu, không có bất mãn, là nó sẽ tạo ra sự bình yên và sự an lạc. Và bây giờ sẽ đề cập tiếp theo về cái phần ngũ quyền, để cho người cư sĩ chúng ta đó, sau này chúng ta nắm được những cái pháp, tức là những cái pháp mà có liên quan để hỗ trợ cái phương pháp chúng ta tu tập tới niệm xứ đó. Sau này các vị đã nghe được những cái bài pháp này rồi đó, nếu mà chúng ta là cái hành giả tu, đến giai đoạn mà pháp hành chúng ta nó được già dặn đó, thì chúng ta phải cần ứng dụng những cái pháp này. Sau này đó, chúng ta tu đến giai đoạn mà cái pháp hành chúng ta lão luyện, chúng ta mới thấy được những cái pháp 37 phần trợ đạo nó giá trị như thế nào. Còn bây giờ các vị đó mới tu thiền, các vị chỉ mới biết chánh niệm, ghi nhận vậy thôi, mà các vị chưa có hiểu biết gì đó, thì những cái bài pháp hôm nay sư thuyết thì có thể các vị thấy rằng nó chưa có hiểu được. Nhưng mà các vị tu lâu ngày đó, thì các vị mới hiểu được cái ý nghĩa, và các vị thấm thía được những cái pháp này, nó hỗ trợ cho các vị để các vị tiến sâu về tâm linh, và có thể những tầng tuệ hay là đạo quả của chúng ta mới có thể sanh khởi được. Thì được rồi đó, sư có chia sẻ về tứ niệm xứ,
Tứ chánh cần tứ như ý túc. Hôm nay sư sẽ trình bày tiếp theo về năm quyền. Chữ quyền, chữ Indriya gọi là quyền, ý nghĩa là gì? Chữ Indriya tức là cái sự cai quản hay là thống trị. Giống như một vị vua có quyền lực và cai trị trong một đất nước, và vị vua này có thể ban hành những cái lực nào cần ban hành. Thì cái ý nghĩa chữ Indriya là chúng ta phải hiểu là như vậy. Thì khi mà chúng ta tu tập á, cái pháp hành chúng ta nó già dặn, nó mạnh á, thì chúng ta sẽ có năm quyền, tức là năm cái thiện pháp mà nó sẽ hỗ trợ chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những bậc thánh từ tu đầu quần, tư đà hàm, anh hàm, thế a la hán. Nếu mà chúng ta chưa có năm quyền này đó thì chúng ta không thể nào có thể đạt đến những cái dòng thánh được. Thì năm quyền đó là gì? Đó là thứ nhất là tính quyền, thứ hai là tấn quyền, thứ ba là niệm quyền, thứ tư là định quyền, và thứ năm là tuệ quyền. Đây là năm cái thiện pháp. Và đối với bậc thánh tu đầu quần á, tư đà hàm, anh hàm và a la hán, thì các ngài có năm quyền, tức là có năm cái sức mạnh này, năm sức mạnh của nội tâm, kiểm soát được nội tâm của chính mình. Thì sư sẽ trình bày chia sẻ cho hội chúng ta hiểu về năm quyền như thế nào. Thì đầu tiên gọi là tính quyền. Thì cái niềm tin á, chúng ta phân ra có hai loại, tức là cái niềm tin thứ nhất gọi là niềm tin thông thường, cái niềm tin thứ hai gọi là niềm tin đặc biệt, niềm tin mà chúng ta nó tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta có sự kinh nghiệm già dặn thì lâu ngày nó trở thành tính quyền. Thì như thế nào gọi là niềm tin thông thường? Thì ở đây sẽ thấy rằng người cư sĩ chúng ta đi chùa thì mỗi người chúng ta đặt cái niềm tin khác nhau. Có những người cư sĩ mà đi chùa không có học giáo lý đó, chúng ta đến Phật giáo chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ban phước và tha tội, chúng ta đến chùa để chúng ta cầu sinh, thì cái niềm tin này nó không có nằm trong Phật giáo. Và ở đời này không có một đấng thần linh nào ban phước và tha tội cả, tất cả đều do thiện ác của chúng ta mà tạo ra, hạnh phúc đau khổ cũng do chúng ta. Và chúng ta có cái niềm tin, chúng ta tin tưởng rằng có một đấng thần linh nào ban phước và tha tội đó, thì cái niềm tin này tức là niềm tin sai lệch, nó không phải nằm trong Phật giáo. Thì ở đây sẽ muốn đề cập đến cái niềm tin thông thường trong Phật giáo đó, tức là người cư sĩ chúng ta đi chùa chúng ta thường nghe pháp, chúng ta hiểu về Đức Phật, chúng ta hiểu về giáo pháp, chúng ta hiểu về chư tăng, chúng ta hiểu về cái sự luân hồi trong vòng sanh tử, chúng ta hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta thông được lời dạy Đức Phật nên chúng ta có niềm tin. Thì ở đây đó, chúng ta tin lên Đức Phật là chúng ta tin vào sự giác ngộ của Đức Phật, tức là chính năng Đức Phật. Chúng ta tin về cái sáu ăn Đức Pháp, tức là cái công năng, cái sự hướng thượng của giáo pháp. Và chúng ta tin vào chính năng Đức Tăng là chúng ta tin vào cái sự tu tập của tăng chúng, tức là chúng ta tin lên Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thì cái niềm tin đó, như vậy mới gọi là cái niềm tin đúng đắn. Thì hôm nay sư trình bày về cái sự tu tập nên sư không có trình bày về những cái ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp hay là ăn Đức Tăng. Nhưng mà sư chỉ nói về cái niềm tin mà trong lúc mà chúng ta tu tập trong tính quyền đó. Thì khi người cư sĩ chúng ta có niềm tin nơi Phật, Pháp hay Tăng đó, và chúng ta hiểu về nhân quả nghiệp báo, chúng ta nghe lời Đức Phật thuyết, Đức Phật dạy, ở đời này chúng sanh xinh đẹp là do cái thiện nghiệp, tức là ít có sân hận, cái người xấu xí là do cái nghiệp ác quá khứ, là do cái tánh nóng nảy bực mình nhiều, cái người sanh ra đời mà được giàu có là do cái thiện nghiệp bố thí, cái người mà nghèo khổ là do quá khứ do cái ác nghiệp mỏng sẻn, cái người mà sống lâu tức là do cái thiện nghiệp quá khứ không có sát sanh, cái người sanh ra đời chết yểu là do cái nghiệp ác quá khứ đã sát sanh nhiều. Khi mà chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy, chúng ta thông như vậy, chúng ta biết rằng ở đời này chúng sanh hạnh phúc, đau khổ, sống lâu, giàu, nghèo, tốt, xấu, thiện, ác đều do chúng sanh tạo ra. Nên chúng ta có niềm tin. Khi chúng ta có niềm tin như vậy đó, bắt đầu chúng ta mới bố thí, chúng ta thực hành, chúng ta san sẻ những gì mình có được cho chúng sanh khác. Và chúng ta giữ giới, rồi chúng ta tập để chúng ta hành thiền, hay chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ. Thì những cái thiện pháp này tức là do cái niềm tin thông thường mà chúng ta có mà chúng ta mới làm được những cái việc thiện này. Còn cái người mà không có niềm tin,
nơi tâm bảo không có tin thiện ác, không có tin đời này đời sau đó, thì những chúng sanh này đó họ không có làm thiện. Còn chúng ta được làm thiện đó, chúng ta biết làm những điều lành điều thiện để làm lợi ích cho người khác, tức là chúng ta có niềm tin. Thì cái niềm tin này đó thật sự ra nó chỉ là cái niềm tin thông thường thôi, cái niềm tin này chưa đủ để mà chúng ta loại trừ được cái phiền não tham sân si. Còn khi mà chúng ta có cái niềm tin gọi là tính quyền đó, thì cái niềm tin này mới có thể làm chủ được tâm và có thể loại trừ được những cái phiền não nội tâm. Chẳng hạn bây giờ các vị cũng có niềm tin thông thường, các vị cũng bố thí, cũng phục vụ, cũng biết hành thiền đó, chút chút vậy đó, thì các vị cũng hiểu thiện ác. Nhưng mà bây giờ các vị vô hành thiền á, tâm các vị cũng không thể chế ngự được phiền não. Tham vẫn sanh khởi, sân vẫn sanh khởi, si vẫn sanh khởi, vậy chiếm ngự tâm của các vị. Thì chúng ta không có đủ mà để chế ngự được phiền não, để loại bỏ phiền não này, tức là chúng ta chưa có tính quyền. Chúng ta mới có niềm tin thông thường thôi. Thì bây giờ chúng ta muốn đạt đến cái niềm tin gọi là tính quyền đó, thì bây giờ chúng ta phải thực hành tính niệm xứ. Thì nói chung cũng nhờ cái niềm tin thông thường mà thúc giục chúng ta để chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Tại vì chúng ta biết rằng chỉ có tứ niệm xứ là cái con đường giúp cho mình thoát khỏi sự khổ đau. Nên các vị siêng năng để các vị thực hành tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp. Lâu ngày các vị với pháp hành, các vị già dặn, các vị có sự hiểu biết và các vị nhận thức được cái thực tánh pháp của danh và sắc này. Các vị nhận thức được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của danh và sắc này. Và khi chúng ta nhận được tất cả hiện tượng, cái đối tượng nào sanh khởi cũng là sanh là vô thường, cũng là khổ đau, là vô ngã, là rỗng không, không có một linh hồn, một bản ngã, thì khi đó chúng ta nhàm chán, ly tham, có thể đạo và quả có thể phát sanh. Thì khi mà chúng ta tu tập đến giai đoạn đó, mà chúng ta thấy được như vậy đó, là bắt đầu chúng ta tin, tin những gì mình thấy. Thế trong lúc này chúng ta không phải nghe trong kinh điển nữa. Khi mà chúng ta có niềm tin thông thường á, chúng ta nghe Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường, thân tâm này là vô thường, chúng ta nghe vậy thôi, chúng ta chưa thấy được. Chúng ta nghe Đức Phật thuyết trong kinh rằng tất cả pháp hữu vi, tức là thân tâm này là khổ, nhưng mà chúng ta chưa thấy được cái khổ. Chúng ta nghe trong kinh điển Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hữu vi là vô ngã, tức là không có sự điều động được, nhưng mà chúng ta chưa có cảm nhận được. Thì tại vì chúng ta mới có niềm tin thông thường thôi. Khi mà chúng ta đó, tu tập mà chúng ta nhận thức được vô thường như thế nào, chúng ta ghi nhận cái đối tượng thân và tâm này, chúng ta thấy cái sự sanh diệt của nó bằng cái sự trải nghiệm của mình, bằng cái thân chứng của mình, sự biết rõ của mình. Và chúng ta ghi nhận cái đối tượng sanh khởi, chúng ta thấy được cái sự vô thường và chúng ta thấy được cái sự áp đảo của vô thường, tức là cái sự khổ, sự bức bách của thân tâm này. Như vậy tức là chúng ta đã nhận thức, chúng ta đã hiểu được cái sự khổ. Và khi đó chúng ta quan sát những cái đối tượng, những hiện tượng của thân tâm này, chúng ta thấy cái bản chất nó là rỗng không, nó không có một linh hồn, không có một bản ngã, và nó do duyên mà có, nó không có bất động bất biến và không có thể làm chủ điều động được nó. Thì khi mà chúng ta cảm nhận như vậy đó, chúng ta hiểu rõ bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái thân chứng, bằng cái tuệ của chúng ta, thì khi chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì cái niềm tin của chúng ta đó, tức là chúng ta thấy những gì chúng ta thấy, tức là do chúng ta đã hiểu biết. Tức là chúng ta đó, tin những gì chúng ta biết, chứ không phải qua sách vở, không phải qua cái người khác. Thì cái niềm tin này mới gọi là tính quyền. Thì giờ chúng ta muốn tu tập đạt đến được cái tính quyền đó, thì chúng ta nhận thức, chúng ta thấy những gì thấy được và chúng ta mới tin đó. Thì như vậy chúng ta phải tu tập bằng cái phương pháp tứ niệm xứ. Thì khi chúng ta có cái tính quyền này đó, thì những cái phiền não mà nó sanh khởi là chúng ta loại trừ nó một cách dễ dàng và nó không thể nào thâm nhập được tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu tập đó, chúng ta phải phát triển cái niềm tin thông thường trước, rồi chúng ta phải phát triển như thế nào đó để chúng ta có niềm tin trong cái tính quyền. Khi mà chúng ta có niềm tin gọi là tính quyền rồi đó, thì cái niềm tin đó không còn nghi ngờ nữa. Suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta đến đây hành thiền á, có thể là chúng ta có thực hành tứ niệm xứ, nhưng mà trong tương lai chưa biết các vị còn thực hành nữa hay không, cái điều đó chưa biết.
Tại bây giờ các vị chỉ có niềm tin thông thường thôi. Có thể tương lai các vị có thể bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Các vị có thể bỏ cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ. Điều đó có thể xảy ra. Tại vì chúng ta chưa có niềm tin trong tính quyền. Còn khi mà các vị đó đã thực hành tứ niệm xứ, các vị có kinh nghiệm rồi đó. Các vị thấy được cái đối tượng như thế nào, cái sự trải nghiệm của các vị như thế nào, các vị đã quan sát rồi. Thì các vị thấy rằng đó, chỉ có tứ niệm xứ mới giải tỏa được phiền não, mới giúp cho mình được an ổn. Và chỉ có tứ niệm xứ để giúp cho mình có trí tuệ, hiểu biết. Thì các vị trải nghiệm được như vậy đó, thì cái niềm tin như vậy suy nghĩ các vị không bao giờ bỏ Phật Pháp Tăng. Và các vị không bao giờ bỏ cái phương pháp tứ niệm xứ. Thầy sư thấy rằng có số Phật tử chúng ta đó, tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta chưa có hiểu về giáo pháp, chúng ta chưa có pháp học, chúng ta chưa có kinh nghiệm pháp hành. Chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ, thì chúng ta nghe một cái người nào đó nói là tu tứ niệm xứ không có đúng, là bắt đầu chúng ta không có tu nữa, chúng ta chán nản. Thì như vậy tức là cái niềm tin chúng ta nó chưa có được ổn định. Thì giờ chúng ta đó phải phát triển cái niềm tin bằng cách là chúng ta phải có thông tin đúng, rồi chúng ta phải trải nghiệm thực hành. Chúng ta kinh nghiệm ít thì chúng ta có lợi ích, cho dù ít thôi chúng ta cũng có sự lợi ích. Mà chúng ta kinh nghiệm nhiều, chúng ta lão luyện trong pháp hành ở đó thì các vị không bị chao đảo. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng á, Đức Phật dạy rằng, Đức Phật dạy cho dạ so lao quá cá rằng á, dạ so lao cá mới hỏi Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, bằng pháp nào mà chúng sanh vượt qua khỏi bọc lu? Thì Đức Phật mới dạy rằng bằng niềm tin mà chúng sanh vượt qua khỏi bọc lu. Thì bọc lu đó là gì? Nó gồm có tứ bọc, đó là dục bọc lu, hữu bọc lu, kiến bọc lu và vô minh bọc lu. Dục bọc lu là gì? Tức là chúng sanh đó, đối phàm phu chúng ta đó, bị năm cái dục nó chi phối, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Khi mà chúng ta sống trong năm dục này là chúng ta đắm nhiễm, nó làm tâm chúng ta dao động, chúng ta không có buông được. Đó là dục bọc lu đó. Thứ hai là kiến bọc lu, tức là một là chúng ta chấp thường, hai là chúng ta chấp đoạn, hay là chúng ta trong cái vô thường chúng ta cho là thường, trong cái khổ cho là lạc, cái sự vô ngã chúng ta cho là tự ngã, đó là kiến bọc lu. Và thứ tư nữa, tức là hữu bọc lu, tức là chúng ta luôn luôn mong cầu trong đời sau, trong kiếp sau chúng ta còn hiện hữu, chúng ta muốn tái sanh về cõi trời hay là cõi chư thiên hay là phạm thiên, thì cái đó cũng được gọi là hữu bọc lu. Chúng ta làm thiện, chúng ta làm phước, chúng ta muốn mong sanh về cõi trời hay là cõi chư thiên đó, để chúng ta hưởng cái phước đó. Nhưng bây giờ chúng ta có sanh về các cõi trời thì chúng ta cũng không thoát được sự già chết, sầu bi khổ não, chúng ta không thoát được luân hồi. Bây giờ chúng ta còn có mặt cái ngũ uẩn này là chúng ta còn đau khổ mà. Thì như vậy gọi là hữu bọc lu. Thứ ba là vô minh bọc lu, tức là chúng ta chưa có giác ngộ được tứ thánh đế, khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Thì trong bốn cái bọc lu này nó nhận chìm chúng sanh cứ luân hồi mãi từ kiếp này sang kiếp khác. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta muốn vừa có khỏi bọc lu thì chúng ta phải cần có niềm tin. Ngoài cái niềm tin thông thường, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nơi nghiệp báo, thì chúng ta phải có niềm tin gọi là đặc biệt, tức là tính quyền đó. Tức là chúng ta phải tin vào cái pháp hành của mình, tức là chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ, phải có niềm tin tuyệt đối. Và chúng ta phải có niềm tin nơi chính mình. Người khác tu được thì mình tu được, người khác hành thiền được thì mình phải hành thiền được, người khác tu có trí tuệ thì mình tu cũng có trí tuệ. Thì chúng ta phải có bản lãnh như vậy, chúng ta phải có niềm tin như vậy đó. Chứ trong đời sống của các vị đó, các vị mà thiếu cái niềm tin đó, thì các vị không làm gì được cả. Chúng ta thấy người ta làm được cái chúng ta cứ ngại, chúng ta nghĩ rằng mình không có khả năng. Chúng ta sống mà chúng ta thiếu tự tin, không có bản lĩnh thì chúng ta không có vượt lên được. Thì cái sự tu tập chúng ta cũng vậy, tức là chúng ta phải có niềm tin nơi chính mình. Người khác làm được, mình làm được. Thì khi mà chúng ta tự tin như vậy đó, nó giúp cho chúng ta mới có sự cố gắng. Cho nên Đức Phật dạy rằng á, niềm tin tức là vượt bằng pháp đức tin đó, chúng sanh đã vượt qua khỏi bọc lu. Thì ở đây đó, Đức Phật trả lời cho dạ so lão quá cá với ý nghĩa này đó, là chúng ta phải hiểu rằng tính quyền, đó là cái niềm tin gọi là đặc biệt đó, cái niềm tin mà do tu tập tứ niệm xứ.
để thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của tất cả pháp hữu vi như thế nào. Và vì nó sẽ nhàm chán và ly tham, đạt đến niết bàn thì đâu có còn tái sanh nữa, tức là diệt được dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Nên chúng ta tu tập đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin thông thường để chúng ta trao dồi thiện pháp, và chúng ta tu tập tứ niệm xứ để do cái pháp hành chúng ta già dặn, chúng ta thấy rõ được pháp, bản chất pháp, tức là chúng ta tin những gì chúng ta thấy. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt đến cái tính quyền. Và khi các vị đạt đến tính quyền như vậy đó, thì những cái phiền não không thể nào có thể cai trị được tâm của các vị. Để tính quyền trong lúc này nó có sức mạnh vô cùng. Cho nên là chúng ta tu tứ niệm xứ, rồi chúng ta cố gắng, chúng ta đừng có nghi ngờ cái phương pháp tứ niệm xứ. Các vị nghi ngờ là các vị không thể nào các vị tu được. Thứ hai là các vị phải có niềm tin nơi các vị, để tin tưởng nơi mình. Thì các vị cứ tin tưởng rằng bây giờ ta thực hành tứ niệm xứ, trong đời này ta chưa đắc được đạo quả, tiếp tục đời sau ta sanh lên ta tu sẽ đắc trong tương lai. Mình phải tin như vậy. Chứ chúng ta đừng có trùng chân chủng trí, hay là chúng ta nghĩ rằng mình chưa đầy đủ ba la mật, hay là mình chưa có đầy đủ trình độ để tu tứ niệm xứ. Nếu mà chúng ta có những cái tư tưởng như vậy, có cái tâm niệm như vậy, tức là các vị thiếu cái niềm tin. Đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai đó gọi là, thì tấn quyền nó cũng có hai loại, cái sự tinh tấn thông thường và cái tinh tấn đặc biệt, còn gọi là tấn quyền. Thì cái sự tinh tấn thông thường đó, thì chúng ta thấy dễ nhận thức. Có những lúc mà các vị siêng năng để các vị đi bố thí, có những lúc các vị siêng năng để các vị phục vụ, các vị quét chánh điện, các vị siêng năng trong cái việc thiện đó, hay là chúng ta siêng năng đi làm từ thiện, chúng ta siêng năng tụng kinh, chúng ta siêng năng nghe pháp, thì những cái sự siêng năng này nó cũng thuộc về cái sự tinh tấn trong thiện pháp. Cái điều đó tốt chứ không phải là xấu. Khi mà nghe nói tới điều thiện gì chúng ta siêng năng chúng ta làm đó, thì cái tinh tấn này cũng được là tốt. Nhưng mà cái tinh tấn này đó, cái tinh tấn này gọi là cái tinh tấn thông thường thôi. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái tinh tấn gọi là tấn quyền đó, tức là nó có một cái sức mạnh vô cùng. Tức là cái sự sức mạnh khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, cái tinh tấn của chúng ta gọi là cái chánh tinh tấn đó, mà được rồi sẽ có trình bày trong tứ chánh cần đó. Tức là chúng ta tinh tấn, nỗ lực, cái sự liên tục chánh niệm chúng ta đó, tâm chúng ta không bị dao động, không bị phóng túng, tức là những bất thiện pháp nào chưa sanh không thể phát sanh được. Thì những trường hợp này được gọi là tấn quyền. Rồi khi mà những cái bất thiện nào đó mà vừa có mặt, vừa sanh khởi trong tâm thôi, thì do cái sức mạnh của sự tinh tấn này đó, thì nó sẽ loại trừ ra những cái bất thiện đó. Tức là bất thiện pháp nào đã sanh hay đang sanh đó, thì cái tấn quyền nó sẽ loại trừ trong một cái sắc na tâm đó thôi. Nên tâm chúng ta đâu có bị phiền não mà có thể nó chế ngự chúng ta được. Nó vừa sanh lên là chúng ta nhận diện cái nó biến mất liền, nó không có dẫn chúng ta đi. Ngay giờ chúng ta đang tu tập, chúng ta vừa dao động cái là cái tấn quyền nó mạnh đó, nó tinh tấn, nó quan sát cái là cái phiền não, cái suy nghĩ đó, hay là cái tâm bất thiện nó sẽ biến mất trong một cái khoảnh khắc đó, trong một sát na đó. Thì giờ chúng ta đó phải hiểu rằng á, cái tấn quyền là do chúng ta tu tập tứ niệm xứ, lâu ngày chúng ta sẽ có tấn quyền. Rồi đó, tấn quyền là chúng ta phải đề cập đến cái pháp thứ ba trong tứ chánh cần á, tức là cái sự siêng năng tinh tấn những cái thiện pháp nào chưa có và nó phát triển cho có. Và những thiện pháp nào có rồi đó, thì thiện pháp đó tiếp tục tồn tại và phát triển làm cho sung mãn. Thì khi mà chúng ta đề cập đến tấn quyền là chúng ta phải nói tới tứ chánh cần. Thì đây đó, có những lúc mà chúng ta siêng năng trong việc tụng kinh, chúng ta siêng năng trong cái việc phục vụ, chúng ta siêng năng trong cái việc mà chúng ta làm từ thiện, chúng ta siêng năng trong cái việc mà chúng ta làm những điều tốt cho mọi người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái sự siêng năng này không đủ để chế ngự phiền não nội tâm chúng ta. Ở đây thì cũng có số phật tử chúng ta cũng siêng năng làm những điều thiện đó. Bây giờ các vị vô ngồi thiền, các vị có thể an trú được vào cái hơi thở liên tục hay không? Không được.
Các vị có thể ghi nhận cái thân thọ tâm pháp liên tục hay không? Không thể nào chúng ta làm được. Và chúng ta có thể chế ngự được phiền não trong một tích tắc hay không? Chúng ta làm không được. Tại vì cái sự tinh tấn chúng ta là sự tinh tấn thông thường. Còn khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, cái sự tinh tấn của chúng ta nó đã già dặn, nó điêu luyện rồi đó. Khi những cái phiền não vừa sanh khởi là chúng ta quan sát nó biến mất. Và cái chánh niệm của chúng ta nó cứ liên tục như vậy. Thì trong những cái sự tinh tấn này đó mới được gọi là tấn quyền. Do cái sự tu tập, cái sự trải nghiệm, cái sự siêng năng trong thực hành tứ niệm xứ. Thì bây giờ chúng ta muốn có tấn quyền thì chúng ta phải siêng năng trong lúc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Các vị đang thực hành tứ niệm xứ như thế này, các vị đang quan sát, các vị tu trong 10 ngày này đó, các vị đang phát triển cái sự tinh tấn. Cái tinh tấn này sẽ nghĩ rằng nếu mà chúng ta phát triển nhiều, sau này chúng ta sẽ có sự tinh tấn gọi là tấn quyền. Tại vì tất cả chúng ta cũng đang tinh tấn để ghi nhận thân thọ tâm pháp để chúng ta phát huy chánh niệm mà. Tuy rằng cái sự tinh tấn chúng ta bây giờ cũng chưa được gọi là tấn quyền, nhưng mà các vị cứ quân tập đi. Các vị cứ chịu khó tinh tấn, cái thực hành thường xuyên trong đời sống đi. Thì sau này các vị có tấn quyền. Khi mà các vị có tấn quyền rồi đó thì phiền não không thể nào xâm nhập tâm các vị được. Đó là cái yếu tố thứ hai. Đó là cái pháp mà các bậc thánh các ngài có được. Đó là sức mạnh của nội tâm. Và bây giờ sẽ đề cập đến cái pháp thứ ba gọi là niệm quyền. Thì niệm thì chúng ta cũng hiểu, nó cũng có hai dạng. Cái niệm thông thường và cái niệm gọi là đặc biệt để mà chúng ta tu tứ niệm xứ đến giai đoạn già dần. Thì chánh niệm ở đây đó thì sư sẽ chia sẻ cho các vị hiểu như thế nào gọi là chánh niệm. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được gọi là chánh niệm. Còn trong lúc mà chúng ta đó bố thí, trong lúc tâm chúng ta vẫn biết, chúng ta bố thí mà chúng ta không có biết thực hành tứ niệm xứ đó, thì trong lúc đó nó vẫn có niệm. Nó thuộc về tâm thiện đó, niệm đó. Nhưng mà cái niệm này nó không phải thuộc về chánh niệm. Cái người mà bố thí mà họ chưa có biết thực hành tứ niệm xứ thì họ đâu có biết ghi nhận thân thọ tâm pháp đâu mà được gọi là chánh niệm. Thì những chúng sanh này chỉ gọi là những cái tâm thiện gọi là niệm thôi, sở hữu niệm. Nếu mà chúng ta phân tích theo vi diệu pháp, trong vi diệu pháp có 19 sở hữu biến hành tịnh hảo, thì trong đó có sở hữu niệm. Tâm thiện nào cũng có sở hữu niệm cả. Nhưng khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ mới được gọi là chánh niệm. Và có những người họ đến chùa, họ cũng quy y tam bảo, giữ gìn năm giới, mà chúng sanh này thực hành không có thực hành tứ niệm xứ thì chúng sanh này cũng không có phát huy chánh niệm. Những người tu tập thiền định không có thực hành tứ niệm xứ thì cái người đó cũng có niệm thôi, cũng chưa được gọi là chánh niệm. Trong kinh tứ niệm, trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đề cập tới bát chánh đạo đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo như thế nào gọi là chánh niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được gọi là chánh niệm. Tại sao tu tập tứ niệm xứ được gọi là chánh niệm? Tại khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta quan sát khách quan, quan sát những cái hiện tượng thân thọ tâm pháp. Chúng ta ghi nhận lâu ngày, chúng ta quan sát lâu ngày, chúng ta mới thấy được cái sự vô thường, khổ vô ngã bằng cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm của mình, đưa mình đến sự giác ngộ, như vậy mới được gọi là chánh niệm. Còn bây giờ các vị bố thí suốt các cuộc đời mà các vị không có thực hành tứ niệm xứ, rồi các vị cũng đâu có trí tuệ. Các vị đâu có thể nào thấy được vô thường, khổ vô ngã. Các vị giữ giới suốt cả cuộc đời này, các vị không có thực hành tứ niệm xứ thì các vị cũng đâu có thấy được vô thường, khổ vô ngã. Các vị thực hành thiền định suốt cả cuộc đời này, các vị không thực hành tứ niệm xứ thì các vị cũng đâu có nhận thức được vô thường, khổ vô ngã. Tại vì các vị không có quan sát thân thọ tâm pháp. Còn khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, bây giờ tuy rằng chúng ta chưa thấy được vô thường, khổ vô ngã, nhưng mà chúng ta cứ quan sát thường xuyên đó, thì lâu ngày cái hiện tượng vô thường, khổ vô ngã nó sẽ hiển lộ cho chúng ta thấy. Các Phật tử chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang phát huy chánh niệm. Và lâu ngày chúng ta sẽ có niệm quyền. Bây giờ sư sẽ cho một ví dụ, chẳng hạn giờ chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy hơi thở vào nó cũng mắc,
hơi thở ra nó xanh lên nó cũng mắc. Rồi cái đau nó xanh lên chúng ta quan sát một chút chúng ta thấy nó cũng mắc. Cái suy nghĩ chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng mắc. Cái sự an lạc sanh khởi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng mắc. Tâm tham sanh khởi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng mắc. Rồi tâm thiện, tâm vô tham sanh khởi chúng ta quan sát chúng ta thấy cũng mắc. Cái hiện tượng đó chúng ta thấy nó cứ liên tục nó mắc như vậy đó. Thì những cái sự quan sát như vậy đó, lâu ngày các vị sẽ nhận thức được cái sự vô thường. Lâu ngày thì chúng ta sẽ thấy được vô thường. Bây giờ tuy rằng chúng ta chưa thấy được về cái hiện tượng vô thường trong cái tâm tướng, nhưng mà chúng ta cũng thấy được cái sự thay đổi bề mặt thô vậy. Còn những người mà người ta bố thí, người ta giữ giới hay là tu thiền định đó, mà họ không thực tập tứ niệm xứ thì họ không thấy được những hiện tượng này. Và khi mà chúng ta tu tập lâu ngày như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi và cái sự vô thường do cái sự trải nghiệm chúng ta. Rồi chúng ta tu tập á, lâu ngày thì chúng ta mới thấy được sự khổ và cái sự vô ngã. Thì ở đây đó, chúng chánh niệm mà chúng ta phải cần hiểu á, Đức Phật dạy rằng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gọi là chánh niệm. Thì trong lúc này suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ đó, tuy rằng chúng ta chưa có cái chánh niệm đặc biệt để mà chúng ta quan sát được tâm tướng vô thường khổ vô ngã, hay là chúng ta đạt được cái tâm đạo siêu thế để chúng ta biết được đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Nhưng mà chúng ta cứ tu đi, thì lâu ngày do cái pháp này đó để giúp cho chúng ta để đạt đến sự giác ngộ, chúng ta sẽ ngộ được tứ thánh đế. Nên đây chánh niệm mà chúng ta phải hiểu có hai loại. Khi mà chúng ta mới tu tập tứ niệm xứ, chúng ta chỉ quan sát một cách thông thường thì cái niệm này gọi là cái niệm cũng là thông thường thôi. Nhưng mà sau này nhờ những cái chánh niệm ghi nhận này đó, thì sau này chúng ta sẽ đạt được niệm quyền, tức là chúng ta sẽ có một chánh niệm già dặn. Thì cái chánh niệm già dặn nó mới chế ngự được phiền não. Nên chúng ta mới tu, chúng ta chưa đạt được cái chánh niệm thuộc về niệm quyền á, có những lúc phiền não sanh khởi chúng ta quan sát, có những lúc thì nó mất, có lúc thì nó chi phối chúng ta nó dẫn chúng ta đi một chút chúng ta mà mới lấy niệm lại được. Tại vì cái niệm chúng ta lúc này nó còn yếu, nó chưa đạt đến niệm quyền. Này có những lúc mà chúng ta ngồi cái đau á, chúng ta cũng quan sát được, nhưng có lúc cái tâm chúng ta nó phóng túng, nó làm chúng ta bất mãn, rồi cái đó chúng ta mới ghi nhận được cái tâm phóng túng, cái sự bất mãn đó, rồi cái đó chúng ta mới quan sát lại cái đau, cái tâm chúng ta có bình yên. Thì chúng ta thấy trong những trường hợp này cái chánh niệm chúng ta nó còn yếu, nó chưa đạt đến niệm quyền. Rồi chúng ta tu tập trở thành cái niệm chúng ta đó, thành automatic, có thể là chúng ta quan sát một thời gian dài mà tâm chúng ta không bị dao động nữa. Thì khi mà chúng ta quan sát những hiện tượng nào đến, chúng ta cứ quan sát liên tục vậy đó, thì cái niệm chúng ta nó già dặn và nó sắc bén, nó thấy được nhiều hiện tượng. Giống như chúng ta tu lâu ngày đó, chẳng hạn giờ xem đó thí dụ, trong lúc chúng ta mới tu, cái đau diễn ra chúng ta mới thấy được cái đau thôi. Rồi có những lúc cái tâm chúng ta nó suy nghĩ, chúng ta quan sát được suy nghĩ, hay cái tâm khó chịu chúng ta biết được cái tâm khó chịu. Tại cái niệm chúng ta còn yếu, chúng ta chưa đạt đến niệm quyền. Rồi khi cái niệm chúng ta mạnh đó, chúng ta quan sát cái đau mà chúng ta còn thấy được trong lúc cái trạng thái tâm nó đang biết cái đau, trong một cái tiến trình của nó, trong lúc đó có cái sự trạng thái nó đang biết cái đau đó và có cái sự bình yên như thế nào, thì tức là chúng ta thấy một cái tiến trình của thân và tâm, tức là cái niệm chúng ta sắc bén. Và khi mà cái niệm chúng ta sắc bén như vậy đó, thì phiền não không thể nào có thể xâm nhập tâm chúng ta được. Rồi khi mà chánh niệm chúng ta sắc bén, chẳng hạn giờ xin nói một ví dụ, trong lúc cái tâm chúng ta có một cái tình thương mát mẻ với chúng sanh khác, chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái trạng thái mát mẻ của tâm từ, và chúng ta thấy có một cái tâm đang biết cái tâm từ đó, chúng ta thấy một cái tiến trình trong lúc đó. Trong lúc này chỉ có tâm này đang biết tâm kia thôi, tức là niệm quyền nó thấy được cái đối tượng và cái trạng thái tâm biết đối tượng, nó biết một cách sắc sảo vậy. Thì khi mà cái niệm chúng ta sắc bén và chúng ta vững như vậy đó, thì khi đó chúng ta có niệm quyền và phiền não không thể nào làm chúng ta bị phóng túng được, không thể nào làm chúng ta thất niệm được. Nên chúng ta tu tập đi, lâu ngày cái chánh niệm chúng ta sắc bén, chúng ta sẽ khám phá được thân và tâm này, và cái chánh niệm chúng ta nó liên tục, ít khi thất niệm. Mà khi thất niệm là chúng ta lấy chánh niệm lại liền, thì đến giai đoạn đó chúng ta sẽ có niệm quyền.
Nên sau này chúng ta tu rồi lâu rồi đó thì chúng ta ít dùng năng lượng và chúng ta có thể dễ dàng chánh niệm, còn chúng ta mới tu thì chúng ta thấy nó khó chánh niệm. Đó là cái pháp thứ ba chúng ta phải cần hiểu. Và cái pháp thứ tư đó được gọi là định quyền. Thì định quyền đó thì chúng ta phải nhớ rằng đó, định quyền đó, thì chúng ta phân tích ra nó cũng có hai loại. Và chúng ta phải hiểu rằng định trong tứ niệm xứ nó khác và định trong cái thiền samadhi nó khác. Và chúng ta phải cần hiểu. Có những lúc chúng ta chưa hiểu, chúng ta cứ nghĩ rằng khi nào chúng ta chứng thiền mới gọi là có định. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu giới định tuệ đó là chúng ta phải giữ giới rồi chúng ta chứng các tầng thiền. Và khi đó chúng ta mới chuyển ra minh sát. Và khi đó chúng ta mới có tuệ. Thì chúng ta nói rằng giờ mình mới giữ giới là mình không có chứng thiền, mình chuyển qua thiền tứ niệm xứ, tức là mình tu sai. Thì định ở đây đó sẽ đề cập trong bát chánh đạo đó, tức là gọi là chánh định đó. Thì chánh định nó thì chúng ta phải cần hiểu có ba loại định. Thứ nhất gọi là sát na định. Sát na định tức là trong những trường hợp nào, tức là chúng ta quan sát thân thọ tâm pháp trong từ cái sát na, từ cái đối tượng mà chúng ta ghi nhận mà tâm chúng ta được an trú trên từng đối tượng đó, tâm chúng ta không bị dao động đó. Thì trong những trường hợp đó thì được gọi là chánh định. Tại trong những cái sát na định này nè, để chúng ta an trú vào thân thọ tâm pháp, để cái định này làm cái nền tảng để chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã, thì những cái định đó mới được gọi là chánh định. Cái định thứ hai đó, gọi là chánh định đó, thì chúng ta phải cần hiểu là chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày cái định chúng ta nó vững lắm, nó an trú trên thân thọ tâm pháp, cái tâm chúng ta định tĩnh, tâm chúng ta không bị dao động. Có thể chúng ta quan sát trong vòng 2 tiếng 3 tiếng mà tâm chúng ta cứ trú trên thân thọ tâm pháp, tâm chúng ta không bị phóng túng, không bị tán loạn, không bị phóng tâm. Thì trong giai đoạn này chúng ta sang cái giai đoạn gọi là cận định của tứ niệm xứ. Thì đến cái giai đoạn này đó chúng ta sẽ nhận thức được vô thường khổ vô ngã của các pháp. Thì trong những trường hợp này được gọi là chánh định. Còn thứ ba gọi là chánh định đó, tức là chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi chúng ta lấy những cái thiền chỉ này làm cái nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, để chúng ta nhận diện được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc. Thì những cái tầng thiền này mới được gọi là chánh định. Còn bây giờ chúng ta là những người đắc thiền nhưng mà chúng ta không có thực hành tứ niệm xứ thì những cái định đó cũng không được gọi là chánh định. Tại vì chúng ta thấy rằng á, khi mà đề cập đến chánh định là phải đề cập trong bát chánh đạo. Thời Đức Phật còn là Bồ Tát, có những vị đạo sĩ đắc được thiền phi tưởng xứ, giống như là đạo sĩ A Tư Đà đắc được thiền phi tưởng xứ cao nhất của thiền định, hay là Ramaputta, hay là vị đạo sĩ Kalama, thì những vị này cũng đắc thiền vô sắc cao của thiền định. Thì những vị này đâu có nhận thức được vô thường khổ vô ngã, đắc được đạo quả, đâu mà được gọi là chánh định. Các vị này vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Thì chúng ta phải cần hiểu rằng khi nào chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, rồi khi chúng ta lấy những cái tầng thiền này đó, chúng ta thực hành tứ niệm xứ để chúng ta nhận thức được vô thường khổ vô ngã và chúng ta đắc được đạo quả. Thì như vậy những cái tầng thiền này mới được gọi là chánh định. Thì đây chúng ta hiểu rằng định á, thì có ba loại. Thứ nhất là sát na định khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thứ hai là cận định khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thứ ba là an chỉ định khi mà chúng ta chứng thiền, chúng ta lấy thiền để làm nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, để nhận thức được vô thường khổ vô ngã, để chúng ta đạt đến niết bàn. Thì trong ba trường hợp này mới được gọi là chánh định. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến định quyền á, tức là cái định chúng ta vững chãi, và cái định chúng ta đó có thể là loại được những cái sự phóng tâm, cái sự phiền não của nội tâm rất là mạnh. Còn bây giờ chúng ta đang tu tập tứ niệm xứ, chúng ta là những hành giả mới, thì trong lúc này chúng ta chưa có định quyền, chúng ta mới có định thông thường thôi. Để chúng ta ghi nhận thân thọ tâm pháp, có thể là 1 phút chúng ta mới thắc niệm, có thể 2 phút chúng ta mới thắc niệm, có thể 3 phút chúng ta mới bị dao động, 4 phút thì chúng ta mới bị dao động. Thì chúng ta tập từ từ đó, thì nhờ cái định thông thường này đó, rồi sau này chúng ta sẽ có định quyền.
Thì bây giờ các vị có những cái đối tượng nào sanh khởi do các vị có chánh niệm, các vị quan sát và tâm các vị an trú trong những sát na hiện tại đó, được gọi là chánh định. Để cái định này để giúp cho chúng ta lâu ngày để chúng ta thấy được vô thường của vô ngã. Và cái định sát na này đó, để lâu ngày giúp cho chúng ta đạt đến cận định của tứ niệm xứ. Cho nên đó, bây giờ chúng ta đang phát triển những cái định thông thường, thì mình sẽ nghĩ rằng đến một ngày nào đó cái pháp hành chúng ta già dặn và chúng ta được liên tục để an trú trên thân thọ tâm pháp, tâm chúng ta không còn bị suy nghĩ hay là phóng túng nữa đó, thì trong những trường hợp đó chúng ta sẽ đạt đến định quyền, có một sức mạnh để áp đạo được những cái phiền não và cái sự phóng tâm. Đó là cái pháp thiện thứ tư mà các bậc thánh các ngài đã đạt được. Và bây giờ xin sẽ đề cập đến cái chi pháp thứ năm gọi là tệ quyền, tức là nói về trí tuệ. Thì trí tuệ nó cũng có hai, gọi là trí tuệ thông thường và cái trí tuệ và đặc biệt á, trí tuệ trong tệ quyền. Thì cái trí tuệ thông thường á, thì chúng ta thấy rằng á, chẳng hạn như chúng ta đến chùa, chúng ta học hỏi giáo lý, thì chúng ta phân biệt thiện ác, chánh tà đúng sai, và chúng ta cũng tu tập thiền, chúng ta cũng hiểu được chút chút. Thì cái sự hiểu đó, thì cái tuệ này đó gọi là tuệ thông thường thôi. Thì những cái tệ này, cái cách mà chúng ta để hiểu được danh và sắc để xuyên thấu chúng ta đâu có. Nhưng mà nhờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày để chúng ta quan sát, để chúng ta thấy được cái bản chất pháp, để chúng ta thấy rõ cái sự rỗng không của danh và sắc này đó, thì cái tuệ chúng ta càng mạnh và chúng ta sẽ đạt đến cái tệ quyền. Tức là trong lúc mà chúng ta đạt đến tệ quyền, trong lúc chúng ta hành thiền á, chúng ta đang ngồi, chúng ta thấy có cái tâm nó đang biết cái tư thế ngồi. Trong lúc này cái tâm mà biết được cái tư thế ngồi nó thuộc về danh pháp, và cái thân ngồi thuộc về sắc pháp. Trong lúc này chỉ có danh biết sắc, và trong lúc này chỉ có tâm và thân thôi đang cái sự vận hành của nó. Và trong lúc này danh và sắc đang theo cái sự vận hành, cái sự tiến triển của nó, chứ không phải tôi, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không có anh, không có chị. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, cái tuệ chúng ta càng mạnh đó, thì chúng ta sẽ đạt đến cái tệ quyền. Thì giờ chúng ta muốn đạt đến tệ quyền đó, thì đầu tiên là chúng ta phải có cái tệ thông thường, chúng ta hiểu về cái thông tin đúng về lời dạy Đức Phật, nhất là cái thông tin về cái phương pháp tu tập tứ niệm xứ cho nó được chuẩn xác. Rồi chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta sẽ trải nghiệm những cái sự kinh nghiệm của mình, tuy rằng nó ít nhưng mà lâu ngày cái sự kinh nghiệm chúng ta nó sẽ tiến bộ. Thì nhờ cái sự kinh nghiệm này đó, thì lâu ngày các vị sẽ phát triển nó mạnh đó, thì các vị sẽ có một cái trí tuệ già dặn, thì các vị sẽ đạt đến tệ quyền. Cái tệ quyền ở đây đó là chúng ta phải cần hiểu. Chẳng hạn giờ xin đề cập đến cái bậc thánh Tu Đà Hoàn á, khi mà các ngài có tệ quyền rồi đó, thì trong lúc mà các ngài tu tập tiếp tục để quan sát danh và sắc, tu tứ niệm xứ để các ngài đạt đến Tư Đà Hàm, Anh Hàm và A La Hán, thì các ngài không phải quan sát giống như chúng ta lấy cái đề mục cái thân hay là thọ tâm và pháp, thì cũng lấy những đề mục đó, nhưng mà các ngài không có quan sát theo cái cách của chúng ta quan sát. Tại vì các ngài nó trong lúc đó các ngài sẽ lấy cái tuệ thứ ba hoặc thứ tư, các ngài quan sát về cái sự vô thường, hay là các ngài quan sát về cái sự sanh diệt. Tức là các ngài lấy cái sự bản tánh của pháp để các ngài quan sát. Thì khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn đạt đến dòng thánh á, thì chúng ta phải có những cái tuệ. Cái tuệ đầu tiên là chúng ta phải thấy được danh và sắc. Cái tuệ danh và sắc á, chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta ngồi, chúng ta quan sát về phòng xẹp đi, thì chúng ta thấy là sự phòng xẹp nó thuộc về sắc pháp, và có tâm nó đang biết cái sự phòng xẹp nó thuộc về danh pháp. Và trong lúc này chúng ta thấy rõ cứng mềm nóng lạnh chuyển động, hay phòng xẹp nó thuộc về sắc pháp. Cái tâm á, trạng thái tâm mà đang biết sự phòng xẹp cứng mềm chuyển động nóng lạnh nó thuộc về danh pháp. Và trong lúc này chỉ có danh và sắc thôi, không có con người, không có bản ngã. Và chúng ta quan sát bất cứ đối tượng nào, chúng ta biết trong lúc này tâm nó đang biết thôi, chứ không phải là tôi biết. Ở đó chúng ta đã phân biệt được danh và sắc rồi. Đến giai đoạn đó là chúng ta có một cái chìa khóa để chúng ta bước vào dòng thánh. Ở khi chúng ta tu tập, chúng ta phân biệt được danh và sắc rồi đó, chúng ta có trí tuệ như vậy rồi, cái tuệ thứ hai bắt đầu nó sẽ sanh khởi, tức là chúng ta nắm bắt được nhân duyên. Chúng ta thấy rằng cái tâm này nó sanh là do cái nguyên nhân nào tâm này sanh.
cái tâm này nó diệt, nguyên nhân nào cái tâm này nó diệt. Ngày giờ chúng ta tu tập, chúng ta niệm tâm, chúng ta có thể nhìn cái vật đó và tâm tham sanh khởi, thì chúng ta biết tại sao cái tâm tham sanh khởi, tức là cái sự hướng tâm của chúng ta nó sai nên tâm tham nó sanh. Và có những lúc chúng ta nhìn cái cảnh nó đẹp nhưng mà cái tâm tham nó không sanh mà tâm thiện nó sanh, nó hiểu biết không có ai trong đó, tức là cái sự hướng tâm chúng ta đúng. Thì cái sự hướng tâm là như thế nào? Sư cho một ví dụ, chẳng hạn khi các vị đang ngồi thiền, các vị hướng tâm đến cái người mà các vị ghét, hay là cử đó tâm sân nó sanh lên. Thì cái hướng tâm đó là cái hướng tâm sai, nó làm cho tâm sân chúng ta sanh. Thì cái sự hướng tâm sai nó thuộc về nhân, và cái tâm sân nó sanh lên thuộc về quả. Rồi các vị đang ngồi, các vị hướng tâm đến những cái người mà các vị thương, các vị ái liếng, thì hướng tâm đến đó, tâm tham nó sanh lên. Thì cái sự hướng tâm sai nó thuộc về nhân, và cái tâm tham nó sanh lên, cái tâm sân nó sanh lên, tâm tham nó sanh lên thuộc về quả. Rồi chúng ta đang ngồi, cái chúng ta hướng đến Đức Phật, cái tâm chúng ta hướng đến Đức Phật, rồi chúng ta nghĩ đến Đức Phật. Thì khi chúng ta hướng đến Đức Phật, tâm thiện nó sanh lên. Thì cái sự hướng tâm đúng đó thì nó thuộc về cái sự hướng tâm tốt. Thì cái sự hướng tâm như vậy nó là nhân, và cái tâm thiện chúng ta sanh lên nó thuộc về quả. Hay là trong lúc chúng ta hành thiền đó, sư thường chỉ cho các vị là cho dù cái đối tượng nào sanh khởi, cái đau sanh khởi, chúng ta biết rằng chúng ta nói trong đầu chỉ là cái hiện tượng thôi, nghĩa là đối tượng thôi, không phải của mình. Thì như vậy nó làm cho cái tâm chúng ta hướng đúng, để nó nghĩ rằng chỉ là đối tượng không phải của tôi. Thì các vị suy nghĩ như vậy, nó lâu ngày cái tâm các vị nó hướng đúng. Cái tâm các vị nó hướng đúng, cái đau sanh khởi, các vị thấy cái đau không liên quan tới mình, và mình tâm mình rất là bình an tĩnh lặng, và mình hiểu cái đau này không phải của tôi. Thì cái sự hướng đúng đó nên cái tâm thiện của các vị sanh, nó có sự bình an và tĩnh lặng, và các vị có sự hiểu biết. Còn chúng ta tu tập, chúng ta không có sự hướng đúng, tức là chúng ta cái đau sanh khởi, cái tâm chúng ta hướng đến, chúng ta nghĩ cái đau này của tôi, cái chúng ta gồng lên, chúng ta chịu đựng, tâm sân nó sanh. Thì cái sự hướng sai đó là nhân, và cái tâm sân nó sanh lên, nó bất mãn, nó thuộc về quả. Thì chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta sẽ thấy sự nhân quả của danh và sắc này. Thì chúng ta thấy rằng nhân và quả, và chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy được cái nhân của nó. Chúng ta thấy nguyên nhân nào mà tâm bất thiện nó sanh, chúng ta ghi nhận cái nhân đó, quả nó không sanh được. Khi mà chúng ta hướng tâm sai, chúng ta ghi nhận cái là cái những cái tham sân si nó không sanh khởi được. Tham sân si thuộc về quả mà, do cái sự hướng tâm sai của chúng ta. Chúng ta thấy được cái sự nhân quả của tiến trình của danh và sắc. Và khi chúng ta thấy rằng cái sự hướng tâm đúng, chúng ta thấy rằng cái sự hướng tâm đúng này, tâm vô tham vô sân, trí tuệ sanh khởi. Nên sau này chúng ta sẽ biết cách để hướng tâm, để cho cái tâm thiện nó sanh. Tại vì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp nó đều có nhân và duyên. Người ta nói là không có lửa sao có khói. Khi nào có lửa mới có khói. Thì cái lửa giống như là nhân, và khói giống như là quả. Chúng ta hành mà không đúng á, thì tâm chúng ta nó mệt mỏi, nó bất an, thân chúng ta nó đau đớn. Còn khi chúng ta hành đúng á, thì cái nhân đúng thì đưa đến quả đúng á. Bằng cái tâm thiện thì tâm chúng ta có sự bình an tĩnh lặng. Thì khi mà chúng ta đó, tu tập á, khi mà đề cập đến tệ quyền đó, tức là chúng ta thấy được nhân quả. Chẳng hạn giờ cho các vị một ví dụ dễ hiểu. Ngày giờ chúng ta muốn đi đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó tác ý nó muốn đi. Nếu mà chúng ta chánh niệm sắc bén, chúng ta sẽ thấy được cái sự hướng tâm, cái sự tác ý đó. Cái sự tác ý liên tục bắt đầu nó sẽ điều động cái thân chúng ta đứng dậy và chúng ta đi. Khi mà chúng ta muốn đi đó, cái tâm chúng ta tác ý, và nó làm cho cái chất gió trong cơ thể chúng ta bắt đầu nó chuyển động. Cái thân chúng ta chuyển động, và cái trong cơ thể chúng ta cái chất nóng, cái chất lửa đó, thì nó sẽ hỗ trợ để chúng ta có thể đốt cho thân chúng ta nhẹ, và chúng ta bước đi, chúng ta di chuyển nó dễ. Thì lúc này mà chúng ta đi đó, thì chúng ta thấy rằng cái địa đại và thủy đại nó nhẹ, và cái phong đại và cái hỏa đại nó sẽ mạnh, nó sẽ nổi trội hơn. Thì chúng ta thấy rằng á, tức là mỗi cái danh pháp nó sanh lên, nó sẽ tác động tới sắc pháp, và sắc pháp nó có tác động tới danh pháp. Giống như giờ nói thế nào gọi là sắc pháp tác động tới danh pháp. Chẳng hạn giờ chúng ta vừa mở mắt ra, chúng ta thấy cảnh sắc, thì cái nhãn thức chúng ta nó phải sanh lên. Thì chúng ta thấy rằng cái nhãn thức này đó, nó phải sanh lên để nó bắt cái đối tượng đó. Đó là cái bản chất tự nhiên của pháp. Thì khi mà chúng ta thấy được cái cảnh sắc á, mà cái nhãn thức nó sanh lên á, là do có cảnh sắc.
chúng ta thấy rằng cái có cái sắc pháp, cái đối tượng đó nó tác động đến tâm mình, nhãn thức sanh lên, thì trong lúc này chúng ta thấy được cái sự tác động của danh và sắc. Có đối tượng nên nhận thức sanh. Thì chúng ta tu tập đến giai đoạn đó, chúng ta thấy chỉ có danh và sắc nó vận hành thôi. Cái này có mặt nên kia có mặt, cái này sanh nên kia sanh, là diệt nên kia diệt. Chúng ta thấy rõ được cái bản chất danh và sắc. Đó là chúng ta đạt đến cái tuệ thứ hai trong lúc mà chúng ta thực hành tướng niệm xứ. Rồi chúng ta tu tập đến giai đoạn cao hơn nữa là chúng ta thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã của danh và sắc. Bất cứ đối tượng nào sanh khởi, chúng ta đều thấy được vô thường khổ vô ngã. Và cái tại thứ tư là cái tại diệt. Thì đây đó, bậc thánh tu đồ quần á, các ngài có tuệ quyền á, trong lúc mà các ngài tu tập, các ngài sẽ quan sát trong tam tướng, hay là các ngài lấy cái tại thứ tư, cái tại sanh diệt để các ngài quan sát. Nên bậc tu đồ quần mà chứng được tư đà hàm, anh hàm và a la hán rất là dễ dàng. Và nói với chúng ta mà từ phàm mà chúng ta chứng được cái dòng thánh thì nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta đã đạt đến tu đồ quần rồi thì chúng ta đạt đến những cái dòng thánh cao hơn rất là dễ. Bởi vì những bậc thánh tu đồ quần các ngài đã đạt được năm quyền đó, nhất là tại quyền đó, các ngài quan sát các ngài thấy rõ vô thường, mỗi đối tượng các ngài thấy vô thường, mỗi đối tượng các ngài thấy khổ, mỗi đối tượng các ngài thấy vô ngã. Còn bây giờ chúng ta thì chưa thấy được cái tam tướng đó, nên chúng ta chưa có tại quyền. Thì bây giờ chúng ta phải tập chánh niệm, chúng ta phải tập có tại quyền, tức là chúng ta phải ghi nhận thân thọ tâm pháp để liên tục, để mỗi ngày chúng ta thấy mỗi hiện tượng thay đổi, mỗi hiện tượng đều là khổ, mỗi hiện tượng đều là rỗng không vô ngã, không có làm chủ, không có linh hồn, không có bản ngã. Thì lâu ngày cái tại quyền của chúng ta nó sẽ phát sanh và nó sẽ thấy rõ được tam tướng. Và khi chúng ta thấy rõ được tam tướng rồi, sau này chúng ta vô hành thiền là chúng ta cứ phát huy tam tướng thôi. Khi chúng ta không có ghi nhận, giống như là mới bước đầu là chúng ta cứ ghi nhận phòng xẹp, đau, đau, chúng ta không có ghi nhận giống vậy nữa. Nên khi các vị có những cái kinh nghiệm nào rồi đó thì các vị sẽ phát triển những kinh nghiệm đó. Chẳng hạn chúng ta tu đến giai đoạn chúng ta thấy những cái đối tượng nó không có ai hết, mỗi cái đối tượng đến chúng ta vẫn quan sát mà chúng ta vẫn có cái hiểu. Chúng ta mỗi đối tượng đến chúng ta quan sát, tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta hiểu đó, cái đó không có liên quan tới mình hết, hỷ nó sanh, hoặc là cái sự tâm chúng ta nó buông lỏng, nó nhẹ nhàng, nó không có sự dính mắc. Có thể khi chúng ta có sự kinh nghiệm á, thì mỗi đối tượng đến đó chúng ta hiểu không có liên quan tới mình, nó có thể cái hỷ nó sẽ kéo dài cho các vị trong thời thiền đó, nó rất là lâu. Tại vì chúng ta đã có sự hiểu đó, mỗi lần hiểu là cái hỷ nó sanh, hỷ giác chi nó sẽ sanh. Thì đây tại quyền ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng á, tức là cái sự hiểu biết trong cái sự tu tập tứ niệm xứ mà chúng ta đã trải nghiệm được vô thường khổ vô ngã, và chúng ta đạt đến cao hơn nữa, tức là chúng ta ngộ được tới thánh đế, chúng ta trở thành một cái bậc thánh tu đồ quần. Thì khi mà chúng ta đề cập đến năm quyền đó thì chúng ta phải đề cập đến những bậc thánh từ tu đồ quần trở lên. Thì giờ chúng ta muốn đạt được như vậy đó thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ nữa. Thì ở đây năm quyền chúng ta phải cần nhớ, đó là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền. Đó là năm sức mạnh của bậc thánh, năm sức mạnh của nội tâm. Nếu mà chúng sanh nào có năm cái sức mạnh này sẽ chế ngự được phiền não, và phiền não không thể nào xâm nhập được. Mà tính, tấn, niệm, định, tuệ đó thì chúng ta vẫn có, nhưng mà năm cái căn của chúng ta nó gọi là thông thường thôi, chứ không phải là đặc biệt. Thì bây giờ đó, chúng ta mới tu tập đó, thì chúng ta phải biết cân bằng. Chúng ta tu đó, tính quyền và tuệ quyền nó phải song với nhau. Nếu mà chúng ta đề cập đến cái tính thông thường và tệ thông thường đó, thì chúng ta tu đó, mà chúng ta tính nhiều mà thiếu tệ là người cư sĩ chúng ta có mê tín. Chúng ta đụng cái gì chúng ta cũng tin hết, ai nói gì chúng ta cũng tin, ai nói gì chúng ta cũng theo hết, và chúng ta dễ rơi vào cái vấn đề tà kiến, tại chúng ta thiếu tuệ. Thì bây giờ chúng ta đó tu là chúng ta tính và chúng ta phải kèm theo tuệ, tức là cái niềm tin chúng ta phải có sự hiểu biết. Chúng ta đến Phật giáo chúng ta phải tìm hiểu lời dạy Đức Phật nhân quả nghiệp báo như thế nào, và chúng ta thực hành và chúng ta thấy có hiệu quả, và chúng ta phải có niềm tin, tức là cái niềm tin và trí tuệ chúng ta nó phải song với nhau. Và chúng ta tu tập á, nếu mà chúng ta nói về cái tuệ thông thường á, mà chúng ta tuệ nhiều mà thiếu tính á, thì chúng ta trở nên chúng ta dễ vui, chúng ta là cái người có thể ngã mạn, hay là chúng ta lại không có
tiếp tục tiến triển theo thiện pháp. Thì như thế nào gọi là chúng ta tại nhiều mà tính ít? Tại nhiều ở đây sư đề gặp đến tại thông thường á, có thể là chúng ta thấy có những người mới bước đầu đi học đạo, họ có niềm tin, họ học hỏi giáo pháp, họ biết rồi, có thể họ cũng có niềm tin, họ hành thiền, mà hành thiền thì cũng chưa được bao nhiêu hết, chỉ có mới kinh nghiệm một chút thôi. Rồi sau này đó thì hiểu biết đó cũng thuộc về tuệ, nhưng mà người này thiếu tính rồi không có phát triển tiếp tục đó, thì cảm thấy như đó vừa đủ rồi, thì có thể là những cái sự học hỏi đó, những cái sự hiểu biết đơn giản đó rồi cho mình là số một rồi, để có thể xem thường người khác và không có chịu học hỏi ai cả. Thì lâu ngày cái người này đó sẽ không có tiến triển trong thiện pháp. Thì cái tại thông thường này đó thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tăng thêm cái niềm tin. Thì tính và tuệ đó thì chúng ta phải hai cái này chúng ta phải song với nhau. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta trao dồi cái niềm tin thông thường và cái tuệ thông thường đó để cho nó song với nhau để chúng ta phát triển thiện pháp. Chứ có những lúc mà chúng ta hiểu biết chút chút mà chúng ta thiếu niềm tin đó, chúng ta nghĩ mình vậy là đủ rồi, không cần tin tưởng nơi người khác, không cần học hỏi nữa, rồi tâm ra lâu ngày chúng ta dễ vui thì cái ngã mạn nó sẽ phát sinh. Chúng ta thấy phần lớn là những cái người ở ngoài mà người ta thông minh đó, người ta ít có phục ai đó, ít có chịu mà để học hỏi ai đó. Nếu mà họ đã thông minh, họ đã biết chút chút rồi đó, họ không có muốn học hỏi người khác nữa, thì những người này họ không có thể nào phát triển thêm về cái sự hiểu biết, mà họ chỉ đứng ở đó thôi. Thì giờ chúng ta tu là chúng ta phải biết cân bằng tính và tuệ, nó phải song với nhau. Thiếu tuệ tính nhiều cũng không được, mà chúng ta tuệ nhiều thiếu tính cũng không được. Hai cái này chúng ta phải cân bằng. Và chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta có định thông thường và có tấn thông thường á, thì chúng ta cũng phải biết cân bằng định và tấn. Có những lúc mà chúng ta tinh tấn nhiều quá, nhiều năng lượng quá mà chúng ta thiếu định, cái tâm chúng ta nó bị tán loạn, chúng ta không thể an trú được. Và có những lúc á, mà cái định chúng ta nhiều quá, cái tâm chúng ta nó cứ yên 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 như vậy đó, mà chúng ta không có sự siêng năng nỗ lực á, thì trong lúc đó cái tâm chúng ta nó cứ thụ động, nó cứ hưởng cái sự an lạc như vậy, thì cái sự hiểu biết, cái sự tiến triển trong giáo pháp nó không có thể tốt đẹp. Nên là chúng ta phải nghĩ là hiểu rằng tấn và định đó, thì hai cái này chúng ta phải cân bằng. Định nhiều mà tấn ít á, thì tâm nó sẽ thụ động, nó sẽ hưởng cái sự an lạc đó thôi, nó không muốn quan sát gì nữa hết. Mà tấn nhiều mà thiếu định thì tâm chúng ta trở nên tán loạn. Thì chúng ta mới tu tập, chúng ta có tấn thông thường và định thông thường, thì chúng ta cũng phải biết cân bằng tấn và định. Còn niệm á, chúng ta cứ phát huy niệm mạnh chừng nào tốt chừng đấy. Niệm thì chúng ta không cần cân bằng, niệm mà chúng ta phát triển tới sung mãn càng tốt. Tại niệm là cái bổn phận nó ghi nhận mọi thứ mà, lúc nào cũng phải có niệm. Mà niệm càng mạnh thì quan sát càng rõ, càng biết nhiều đối tượng càng tốt. Niệm không cần mà chúng ta để điều chỉnh. Nhưng mà đối với tính và tuệ là chúng ta phải cân bằng, định và tấn là chúng ta phải cân bằng. Thì đó là cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập trong cái năm quyền. Thì suy nghĩ rằng tới đây bài pháp cũng vừa phải lẽ, có phần phước nào phát sanh, xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ở xung quanh ngôi chùa Viên Tuệ này, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và cũng phần phước này xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.